Xin chào các bạn, đến với kênh xe tải của Taco Trọng Thiện tại Hải Phòng. Hôm nay tôi làm video này xin giới thiệu với quý vị các bạn một sản phẩm thuộc phân khúc xe tải nặng, Taco Allman C160 đang được khách hàng tin dùng tại thị trường Việt Nam trong suốt thời gian qua. Xe Taco Allman C160 được Taco sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến nhất hiện nay với linh kiện nhập khẩu đồng bộ. Nào, chúng ta cùng nhau tìm hiểu chiếc xe tải Taco Photon Allman C160 vì sao được khách hàng tin dùng đến như vậy. Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn qua về tổng quan về ngoại thất của xe. Rồi một hôm anh gặp cô gái và cứ thế lòng thần thơ đêm ngày ôm nhớ. Chúng ta bắt đầu tìm hiểu về ngoại thất của xe Taco Photon Allman C160. Đầu tiên logo Photon khiến chàng trai đổi thay và không còn như trước kia. Tình yêu đã dần anh bối rối, thế là bây giờ đây anh đã biết yêu rồi. Chẳng lẽ là quan xa anh đã không, không còn như ngày xưa mãi mê mộng mơ nữa đâu. Vì lo cho ba cho em mà, nên anh thanh niên học cách đổi thay bản thân mỗi ngày. Kể về những ngày xưa lúc anh còn chạy con dream trên đường, sự xóa sáng đến tận trưa, tóc tai vuốt ngược bảnh như đan trường. Nhưng mà anh không tính hay ngại, tụi con gái cứ lại làm quen. Chẳng qua là anh không thích chứ một khi nhích thiếu gì vài em. Cùng gương châu hậu chuyện ngày xưa bên phụ gồm bốn nhờ sao mấy cầu lồi vẫn như thế này. Chuyện thật hay gương cầu lồi phía trước nói đi rồi lòng làm chi. Anh thanh niên hôm nay thức dậy sớm từ sau giấc, dùng ma đi chợ sáng mua rau thịt về nấu. Anh lên online phay đăng tư tiên tìm công việc. Anh biết mình đã lớn nên phải trưởng thành hơn. Anh thanh niên hôm nay đã nghĩ đến chuyện gia đình, nhưng chưa có ai yêu anh biết lấy vợ làm sao. Mấy cô gái anh khoe hoa ra cũng chỉ nói sao, chẳng có chi là thật anh cứ mơ mộng vậy thôi. Kể từ khi anh gặp cô gái rồi, cứ thế lòng thật cabin thơ và đêm ngày xe ôm nhớ mong. Và tôi chợt nhận ra anh đã yêu mất rồi, chẳng giống như lúc xưa giờ anh đã khác. Là số em tân ca, chính em đã khiến chàng trai đổi thay và không còn như trước kia. Tình yêu đã dần thôi, anh bối rối, thế là bây giờ đây anh đã biết yêu rồi. Chẳng lẽ là quan xa anh đã không, không còn như ngày xưa mãi mê mộng mơ nữa đâu. Vì lo cho ba cho em mà, nên anh thanh niên học cách đổi thay bản thân mỗi ngày. Số em đơn ca, lúc xe tham quan ban khiến chàng trai đổi thay và không còn như trước kia. Tình yêu đã dần kích thước lốp là 10.00 R20. Để giờ chợt nhận ra anh bỏ quên quá nhiều, nghĩ đến ba mà anh lại thấy thật buồn. Là do em đơn ca, chính em đã khiến chàng trai đổi thay và không còn như trước kia. Tình yêu đã dần thôi, anh bối rối, thế là bây giờ đây anh đã biết yêu rồi. Chẳng lẽ là quan xa anh đã không, không còn như ngày xưa mãi mê mộng mơ nữa đâu. Vì lo cho quên quá nhiều, nghĩ đến ba mà anh lại thấy thật buồn. Là do em đơn ca, chính em đã khiến chàng trai đổi thay và không còn như trước kia. Tình yêu đã dần thôi, anh bối rối, thế là bây giờ đây anh đã biết yêu rồi. Chẳng lẽ là quan xa anh đã không, không còn như ngày xưa mãi mê mộng mơ nữa đâu. Vì lo cho thay bản thân mỗi ngày. Để giờ
chợt nhận ra anh bỏ quên quá nhiều. Nghĩ đến ba mà anh lại thấy thật buồn. Là do em đơn cao, chính em đã khiến chàng trai đổi thay và không còn như trước kia. Tình yêu đã dần đổi, anh bối rồi. Thế là bây giờ đây anh đã biết yêu rồi. Chẳng lẽ là quan xa anh đã khờ, không còn như ngày xưa mãi mê mộng mơ nữa đâu. Vì lo cho chợt nhận ra anh bỏ quên quá nhiều. Nghĩ đến ba mà anh lại thấy thật buồn. Là do em đơn độc, chính em đã khiến chàng trai đổi thay và không còn như trước kia. Tình yêu đã dần đổi, anh bối rồi. Thế là bây giờ đây anh đã biết yêu rồi. Chẳng lẽ là quan xa anh đã khờ, không còn như ngày xưa mãi mê mộng mơ nữa đâu. Vì lo cho ba má cho em không trong trang web sẽ là kingdaihaiphong.net. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm.